Chào mừng quý khách đến với video thị trường bất động sản tháng 3 năm 2022. Trong gần 2 năm trở lại đây, thị trường bất động sản liên tục phá vỡ nhiều kỷ lục. Đây có thể là tin tốt cho người bán và những người đã đầu tư vào thị trường bất động sản. Nhưng thật sự không hay đối với những người đang cố gắng vào thị trường. Đầu năm nay, với nhiều hoạt động mạnh mẽ so với năm ngoái, nhưng những thay đổi gần đây dự báo thị trường bất động sản sẽ bị ảnh hưởng mạnh mẽ. Theo số liệu thống kê của Hội Bất động sản Canada, vào tháng 3 năm nay, giá nhà ở Canada cũng như số lượng giao dịch một lần nữa lại tiếp tục gia tăng. Toàn Canada, giá nhà trung bình đã tăng gần 3% kể từ cuối năm ngoái và hơn 20% kể từ tháng 1 năm 2021. Giờ đây, một ngôi nhà độc lập trung bình ở Toronto hoặc Vancouver đã phá vỡ mốc 2 triệu đô la và tiếp tục gia tăng nữa. Tuy nhiên, có những dấu hiệu cho thấy mọi thứ có thể bắt đầu giảm nhiệt. Mặc dù chưa có gì chắc chắn nhưng một số nhà phân tích vẫn lạc quan cho tương lai của thị trường bất động sản Canada. Theo ông Lâm, vấn đề chính để giải quyết việc bình ổn giá là nguồn cung. Liệu nguồn cung nhà mới có bị quá tải bởi nhu cầu như mùa xuân năm ngoái hay không? Hay có sự xuất hiện trở lại của nhiều người bán lo sợ giá cả ngày càng leo thang nên không chịu bán, làm nguồn cung ngày càng một ít đi. Rất có thể việc tăng lãi suất sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thay đổi tiến trình của thị trường nhà ở. Gần đây, Ngân hàng Trung ương Canada cuối cùng đã tăng lãi suất mục tiêu thấp kỷ lục của họ, với nhiều lần tăng được dự đoán sẽ tiếp theo trong những tháng tới đây, với mức tăng đáng kể trong suốt cả năm 2022. Với việc tăng chi phí cho vay, người mua sẽ lo lắng về giá cả và khả năng chi trả. Điều này có thể góp phần làm chậm tốc độ gia tăng nhà ở. Giá nhà rẻ cho dân Canada vẫn còn một giấc mơ xa vời. Sự chững lại được dự đoán của thị trường nhà ở đang bắt đầu. Những thay đổi lớn trên thị trường có thể chưa được chứng kiến trong vài tháng tới đây, nhưng năm 2022 đang được định hình là một năm rất thú vị trong lĩnh vực bất động sản Canada. Cảm ơn quý khách đã theo dõi video để biết thêm chi tiết về thị trường bất động sản luôn thay đổi như hiện nay. Vui lòng liên lạc với team Quang Lâm. Quang Lâm xin chào và hẹn gặp lại quý khách trong những video kỳ tới.